Hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá cung đường mới. Đi gọn vào. Đường này là đường gì nhỉ? Đường Ngô Gia Tự kìa. Đường Ngô Gia Tự. Ăn theo đường tàu. Khéo. Bây giờ là rẽ tay phải đây. Đây là ga tàu này, có vào ga tàu này chơi không? Ga xe lửa cũ rồi. Kéo xe kìa. Cái gì? Ôi, cái xe này bé tí này. Không, chị Linh hư. Gọn vào xe kìa. Kéo. Mắt cái con này cứ ngếch lên. Láng ra ngoài giữa đường như vậy à? Bấm còi đây. Trên kia có chú công an đã bắt được cái xe máy. Đi đi, đạp đi. Gọn vào giữa đi, gọn vào trong đi. Ôi. Bố đi trước dẫn đường nhá. Qua đây. Gọn vào bên phải. Lái em bây giờ. Lái hả thôi. Khói ở đâu mà. Kéo xe này, cứ lịch cân linh này. Trước 500 thôi lại 400.
xe gì vậy nhỉ? Khám phá con giật vật á? Đi khám phá con vật. Cái gì? Đi thẳng, nhìn thẳng lên. Nhìn thẳng đi đã. Không nhìn thẳng cho ở nhà. Chị Linh hư kìa. Em Chi để chân hẳn hoi vào cái bàn để chân đi. Nào đi theo bố này. Dẫn đường đi. Ờ. Thôi đứng ở đây, bố trông xe cho. Kéo xe kìa. Đâu, tổ thượng chỗ nào? Dẫn đường. Hôm nay cho mày đi tô tượng. Kéo xe trước mặt kìa. Đi bên nào đi gọn vào một bên. Kìa rẽ vào đi. Đấy, đóng cửa rồi, nói có nghe đâu. Kéo ngã. Ra xe kìa, úi dồi, nhìn đường thì không nhìn. Ở lại đi đâu? Thì xem các cụ đang tập cái gì nhỉ? Kéo nước ấy, Linh ơi, chậm thôi. Cái này họ đã cho bơi đâu. Không đi vịt đâu, sợ lắm. Sợ ngã lắm. Họ chưa mở cửa. Chưa đến giờ, tối. Có đi vòng ra kia đi. Không có ai, người ta chưa mở cửa đi. Đi ra đằng kia. Ra đằng kia uống nước. Bố đi đi. Đi trước đi. Có nước nào đâu? Nước ở kia xúc xích kìa. Ăn xúc xích không? Con chết, con vịt, con vịt. Kéo nhìn đường vào. Công viên buồn thiu vậy. Công viên buồn nhây. Võ của Thiếu Lâm Tự.
đấy đấy. Chỗ kia không nhớ chỗ à? Kia. Ừ. Hee hee.